Hello, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em một ngày thật là vui vẻ nè. Hôm nay mình đi thật là xa, quá thăng thành một thầy chùa có biệt danh nickname là Ba Cần Câu. Nói thầy chùa thì hơi quá, hôm nay mình sẽ quá thăng thành một hòa thượng để cho các anh em xem là cái con game này là game gì. Nhìn vô thì các anh em biết là nó quánh loạn xạ hết. Vâng, con game này là con game Võ Lâm Truyền Kỳ xa xưa tới giờ luôn em, và nó đã có up trên bản mobile mình hồi ngày 5 tháng 4 2021 và cái bản cập nhật mới nhất vào ngày 20 tháng 6 2021. Bản cập nhật đó là phiên bản mới Tuyệt Đỉnh Hoa Sơn, môn phái mới là Hoa Sơn luôn, hoạt động là Anh Hùng Tháp, hiện giờ mình đang đi đó các anh em ạ. Và hoạt động là Viêm Đế nè, tính năng mới là Khí Hồn, hoạt động tổ đội cho các anh em tranh chiến với nhau tại một cái bãi là Ác Lan Chiến nè. Và cũng có cho thêm chúng ta một máy chủ thử nghiệm, đó là Bạn Hữu Võ Lâm, nên các anh em có thể vào máy chủ để mà sắm sửa lên đồ các kiểu, đồ nó thoải mái hơn là mình chơi chính thức. Chơi chính thức thì cài nó cực kỳ lâu luôn, và mình không nhớ là cái con game này nó ra trước hay là cái con game MU ra trước, nhưng mà cái con game chơi đầu tiên của mình là cái con game Võ Lâm Truyền Kỳ. Và nhớ thời hồi xưa chơi rất là cực luôn anh em ạ, à. Là không có mà nhiều máy bây giờ đâu, chỉ chơi tại một cái làm chơi tại ngay tại bưu điện á các anh em. Bưu điện mà người ta chỉ là có 4 máy 5 máy thôi, nhưng mà người ta đâu có mở xuyên suốt đâu, người ta chỉ mở vào thứ bảy và chủ nhật, nên những ngày đó đó mình hứa đó ha, là gờ trời sáng là mình đã đi rồi, không biết cha mẹ dặn dò như thế nào, nhưng mà gờ trời là đã lên trên đó giành máy rồi. Nhiều khi mà lên trên đó gặp mấy ông mà nhà giàu rảnh rỗi, ông ôm cái máy một cái đó nha, ở ngoài ăn hết tiền luôn mà chưa tới lượt nữa. Cái thời hồi trước chơi cực lắm các anh em à, nó chơi bằng cái máy mà hồi xưa cái máy vi tính mình mà cái đầu chà bá mà 21 inch, cái đầu trời giờ á các anh em, chứ đâu phải mà cái máy siêu mỏng như bây giờ đâu, chơi rất là hạn hẹp luôn. Nhiều khi mà gặp người quen á, nó làm hết nhiệm vụ xong nó tới cái giờ mà nó treo luyện công á thì mình xin mình vô mình chơi. Còn những ông nào mà auto rồi đó ha, ông gác giò lên cái bàn rồi ông chơi hoài mình ở ngoài mình đợi thì thôi luôn, đợi chờ là hạnh phúc đó mọi người. Vì cái con game này nó đã gắn liền với rất nhiều anh em rồi, nhìn vô là đã biết, nhìn vô là đã biết cách chơi như thế nào rồi. Từ khi mà mình bị cái mu nó cám dỗ mọi người, khi lớn lên thì con người nó sẽ đổi khác thôi, ai cũng phải thế, ai dần dần rồi cũng sẽ chìm đắm vào cái mu, nên mình bước sang cái con đường mới, con đường là nghiện ngập mu, nên là mình đã bỏ cái võ lâm này luôn, mình không còn đi tranh đấu nữa, mình chỉ là dính vào cái mu thôi. Khi chơi được mu á, thì mình đã chạy tới một cái tiệm net rất là xa, mình chạy tới cái chỗ chơi rất là xa, nhưng mà chạy nha vì đam mê, vì mê mu mà mình chạy rất là nhiều. Nó thấy cái gì hơi sai sai phải không, đang chơi bên Võ Lâm Truyền Kỳ mà cứ bia bên mu. Nhưng cái đó là cái sự thật nha, tại vì mình chơi bên Võ Lâm trước, nhưng mà cái cuốn hút của cái mu á, là mình đã bỏ Võ Lâm luôn, mình đã chơi qua cái mu. Và hiện giờ thì mình lên đây mình quảng cáo chia sẻ lại cho các anh em, là có anh em nào chơi không nhà, có chơi thì vào lập bạn lập gùi lập hội gì các kiểu đó chơi nha. Hiện giờ mình đang đi tháp tinh luyện này các anh em, đang đi với tổ đội 3 người, đánh nó hơi chua chút xíu nhưng mà làm được nha. Tại nói gì mà cái con game này á, thì các anh em đã là sư phụ hết rồi chứ không ai còn mà đại tử đâu, nên chỉ việc vào chơi giao lưu chia sẻ thôi. Những anh em nào mà có ý giao lưu á, thì hãy vào mạnh dạn comment nha, và ghi cái ID địa chỉ số nhà rồi mình kết bạn nè, mình đi tắm nguyên nè, rồi đi tổ đội nè, rồi làm nhiệm vụ dân dân và may may. Và cái con game này hiện giờ nó up trên bản mobile á, thì nó cực kỳ thiên về bên tổ đội nha. Hình như là 10 nhiệm vụ nó hết 5 nhiệm vụ tổ đội rồi, nên cần anh em rất là nhiều luôn. Nhưng anh em nào có ý định chơi á, thì chia sẻ nha, tại vì chơi một game thì cũng nhàm chán anh em ạ. Mình đổi gió các kiểu đồ, mình qua bên đây qua bên kia, nhưng mà cái game này á, thì mình thấy mình đảo về tuổi thơ thì nó dữ dội cũng ngang ngửa dừng mù, nên mình quyết định mình chơi game này và cho các bạn xem là có thể là có chút gì và ấn tượng gì nó không. Nếu có hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha các anh em ạ. Các anh em thấy mình đang quá thăng thành một hòa thượng, chơi những cái skill mà mình chơi Võ Lâm á, mình thích cái quyền thôi chứ mình không chơi côn, mình không chơi đao, mình chỉ quyền mình chưởng thôi. Cái nổi tiếng của Võ Lâm là Như Lai Thập Bát Chưởng và Sư Tử Gống nha các anh em, Sư Tử Hống đó.
Thì trong đây nó đa dạng, đa màu và đa phái luôn, nhiều phái rất là nhiều, nhiều skill rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình thích nhất là cái cảnh mộc mạc của hồi xưa, hồi mà cái thời mà các anh em thấy không, cái thời đại này mà là 0.0 luôn nha các anh em, mình xin nhắn lại là 0.0. Chơi cái thời mà cái máy vi tính hồi xưa mà cái máy chà bá màu trắng á, là các anh em biết rồi, cái thời mà 8 bit, 9 nít, 8 bit thì cũng có đi, mà đa số là 9 nít là nhiều. 9 nít đó là người ta chơi rất là dữ dội, tại vì mình không nhớ rõ là thằng nào nó ra trước, nhưng mà mình đã chơi cái võ lâm trước đó anh các em ạ. Thì game này cũng như các game cổ trang khác thời bây giờ thôi, những cái game cổ trang bây giờ thì nó sẽ noi gương theo một chút xí gì đó là đi làm nhiệm vụ, đi tổ đội, đi tháp, đi luyện công gì vân vân và mây mây. Rốt cuộc cũng chỉ để cho mình là lên đồ, lên kinh nghiệm, rồi lên lực chiến các kiểu để đi đánh nhau thôi. Và cái game này hay nhất là cái chơi bên hai môn phái đó là Tống Kim nha. Tới giờ Tống Kim á, thì mình đi quánh rất là nhiều. Chừng nữa mình sẽ cố gắng làm một clip Tống Kim để cho các em xem là nó sẽ đánh như thế nào nha. Cực kỳ luôn, rất là dữ dội luôn, không phải mà đánh còi nhây như gì đâu. Đi ra chỉ là one hit thôi các em mà. Mình nhớ lúc trước mình chơi rất là máu luôn mà. Người ta chơi trên PC đó ha. Trên PC thì nó bu một cái là cứng màn hình luôn, còn không biết mobile này nó sẽ như thế nào. Thì vì mình thấy cái lượt tải của trên mobile này là nó đã trên 1 triệu rồi các anh em. Mình chơi hôm nay là mình bắt đầu mình vô mình tải là mình thấy lượt tải nó trên 1 triệu rồi, và người ta đánh giá game rất là tốt luôn. Còn cái hình ảnh đại diện thì mình không thích chút nào hết, tại vì nó có dính sự scandal á mọi người. Thì mình nói chi không có, mà thật sự nó cũng không có dính giáp gì tới thôi, nhưng mà mình thấy bứt rứt, mình thấy không hài lòng gì. Hôm nay mình tính cũng không lên, nhưng mà mình lên cho các anh em xem nó sẽ như thế nào. Cuối cùng thì mình cũng đã thắng cái mình đi tháp tinh luyện nha các anh em, đi tháp tinh luyện rồi. Mình đi trên đây mình sẽ nhận được S nè, nhận được gương các kiểu, và đi mỗi một tháp mình thắng mỗi một tầng là mình sẽ được một gương. Rồi một gương đó mình mở ra nó sẽ có ngẫu nhiên như là cống nè, bạc nè, lệnh bài nè, dân dân trang bị đồ các kiểu. Còn các anh em muốn sắm một trang bị mà không cần mua á, thì cứ treo máy 30 phút, treo máy 30 phút tại các bãi á, thì nó ra trang bị rất là nhiều luôn, rồi các anh em có thể lên đồ. Và game nào cũng vậy, game nào thì mình nạp mình mới có khỏe nha các anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây, xin chào hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nhé, bye bye.